là một trong những địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đứng đầu toàn tỉnh với gần 40 ca trong 3 tháng đầu năm. Thành phố Bảo Lộc đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhân dân tham gia phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền từ muỗi. Vệ sinh môi trường sống, khơi thông cống rãnh, hướng dẫn cọ rửa các vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng, tối ngủ phải nằm mùng, v.v. là các biện pháp mà ngành y tế thành phố Bảo Lộc phối hợp với khu dân cư tuyên truyền người dân thực hiện thường xuyên. Bây giờ có dịch sốt xuất huyết rất nhiều phát triển, cho nên là chúng tôi phải vệ sinh môi trường sạch sẽ. Chúng ta sẽ có môi trường trong sạch, không có muỗi và coi như không có dịch sốt xuất huyết. Chúng em ý thức được là về cái vấn đề là diệt long quăng với nẻo kia cho gia đình là quan trọng nhất. Cho nên là khi mà thông báo của trên phường, trên trung tâm y tế có xuống và cũng cho thông báo thì chúng em cũng ý thức xung quanh nhà cho là diệt long quăng và diệt muỗi vằn. Rồi để bảo vệ cho sức khỏe cho gia đình và cho tất cả mọi người xung quanh. Loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika là muỗi vằn sinh sống và phát triển ngay cạnh khu dân cư, nhất là khu vực cống rãnh, lưu vại chứa nước hàng ngày của các hộ gia đình. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 100.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2015 đã có gần 300 người mắc. Riêng 3 tháng đầu năm 2016, 112 ca bệnh đã xuất hiện tại các địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó, thành phố Bảo Lộc là địa phương có số ca mắc bệnh cao nhất trong toàn tỉnh, nên việc triển khai phòng chống bệnh sốt xuất huyết cũng như các bệnh do virus Zika luôn được các tổ dân phố đồng lòng. Tổ dân phố thì là hoạt động toàn dân, là có như phòng chống phát quang bụi rậm, rồi các cái hũ nước dọn vệ sinh sạch sẽ để các cái diệt trừ các loại muỗi, các lăng quăng ở trong các cái nước chứa cụ, cho nên là phát động toàn dân, mọi người, mọi nhà đều là phải là diệt trừ các cái muỗi lăng quăng để chống chống dịch sốt xuất huyết và sốt cái muỗi Zika. Trước việc biến đổi khí hậu, hạn hán, nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh tật rất dễ phát sinh. Vì thế, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống các bệnh lây truyền từ muỗi như sốt xuất huyết và bệnh Zika nói riêng, cũng như các bệnh mùa hè nói chung là khuyến cáo của ngành y tế. Mỗi người nên ăn ở sạch, mà chúng tôi nói là ba sạch. Cái thứ nhất là ở sạch, tức là nhà cửa những cái nơi ở của mình là phải sạch sẽ. Thứ hai là cái bàn tay sạch, là cái bàn tay sạch là đi đâu về trước khi bế các cháu, chăm sóc các cháu hay là sau khi đi vệ sinh vân vân đều phải rửa sạch. Cái vấn đề thứ ba là ăn sạch, phải tất cả các cái ăn ở đây chúng tôi nói là ăn chín uống sôi, chứ không phải là ăn đối với thực phẩm sạch, thì cái đấy là một cái vấn đề khó cho các cái hoạt động. Thì trong cái mùa hè mà đặc biệt là khi mà có tình hình biến đổi khí hậu nắng nóng và hạn hán ấy, là chúng ta phải hết sức chú ý. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là phương châm mà Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện. Nếu phòng bệnh tốt, phòng trừ muỗi đốt và chú ý dọn vệ sinh, diệt lăng quăng và muỗi, người dân không những bảo vệ được sức khỏe mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí khi không may mắc bệnh phải điều trị. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được sau 22 giờ đêm, giờ cấm mở cửa kinh doanh Internet và game online công cộng. Và chỉ khi lực lượng an ninh vào làm việc thì người chơi mới chạy ra. Và đây là những gì để lại. Ngay tại quán net, các game thủ được phục vụ đầy đủ đồ ăn thức uống để có thể chiến đấu nhiều giờ liền, thậm chí là qua đêm.